Nhân dịp đón Tết cổ truyền Chon Chon Nam Thơ Mây của Campuchia trong các ngày 6 và 8 tháng 4 tại vạch phân định cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú và cột mốc 275 cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang do Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã đến gặp mặt chúc Tết, tặng quà và các nhu yếu phẩm vật tư y tế cho lực lượng vũ trang hai tỉnh Kanh Đan và Tà Keo, Vương quốc Campuchia. Thay mặt Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, Đại tá Trần Quốc Khánh gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ chiến sĩ của lực lượng hiến binh, quân sự, trung đoàn bộ đội biên phòng và cảnh sát hai tỉnh Kanh Đan và Tà Keo cùng gia quyến đón một năm mới mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc, thịnh vượng, chúc cho tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc và lực lượng vũ trang hai nước, các tỉnh giáp biên ngày càng bền chặt. Trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang mong rằng lực lượng vũ trang ba tỉnh An Giang của Việt Nam và Kanh Đan Tà Keo Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép các chất ma túy, mua bán người, đẩy lùi dịch bệnh, không để dịch lây lan qua biên giới. Thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng nhau giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, trên tinh thần hòa bình hữu nghị, tôn trọng độc lập toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không để xảy ra các điểm nóng trên biên giới, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về truyền thống tốt đẹp lâu đời giữa hai dân tộc, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị của hai nước và lực lượng vũ trang ba tỉnh. Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã trao tặng 13 phần quà, 890 triệu đồng, 21 tấn gạo và các nhu yếu phẩm, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 cho lực lượng vũ trang hai tỉnh Kanh Đan và Tà Keo, Vương quốc Campuchia với tổng trị giá 2 tỷ đồng. Đại diện lực lượng công an, quân sự và hiến binh của hai tỉnh Kanh Đan và Tà Keo, Ngài Trung tướng Chen Fanara, Giám đốc Công an tỉnh Tà Keo, chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng An Giang. Hơn một năm qua, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng An Giang đã luôn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng vũ trang hai tỉnh, cả về vật chất và tinh thần, góp phần động viên, tiếp thêm sức mạnh để các lực lượng vũ trang hai tỉnh vượt qua khó khăn trong đại dịch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.